Cách làm sổ đỏ miễn phí có cần làm gấp, làm ngay, làm liền hay không? Tại sao sổ đỏ nhà bạn làm mãi hay không xong? Đừng để mất tiền, mất nhà, mất đất rồi mới biết. Cái câu chuyện cái thời điểm gần đây chúng ta được nghe ngóng nhiều nhất đó là mọi người dân tìm cách đi làm cái cuốn sổ đỏ, và đặc biệt nhất đó là cái cuốn sổ đỏ lần đầu. Nhưng có rất nhiều địa phương trên cả nước người ta đã tạm ngưng, tạm nhận hồ sơ xử lý đến liên quan đến đất đai, và đặc biệt nhất là cái câu chuyện cấp cái sổ đỏ lần đầu và cái cách để chúng ta làm như thế nào để hồ sơ chúng ta hợp lệ, hay là chúng ta được hưởng những chính sách ưu đãi, những chính sách chi phí và thuế phí, hay thậm chí có một số nơi, có một số người người ta được cấp cái cuốn sổ đỏ miễn phí. Vậy thì hôm nay Hiển sẽ làm cái clip này, chia sẻ cái góc nhìn, chia sẻ cái quan điểm, chia sẻ cái cách làm và những cái điều mà bà con chúng ta cần phải lưu ý. Ít nhất là có 5 cái điều mà chúng ta cần phải chú ý, cần phải lưu ý để chúng ta có thể làm được cái cuốn sổ đỏ lần đầu, cấp cái cuốn sổ đỏ lần đầu, hay cái sổ đỏ chúng ta bị thất lạc, chúng ta bị mất, hay là chúng ta công chứng, chúng ta mua bán, và những vấn đề gì liên quan đến sổ đỏ mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông á, để lần tới khi mình phát cái video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất trong những cái câu chuyện và cái lý do mà tại sao cái thời điểm gần đây có rất nhiều bà con chúng ta đi đăng ký, đi nộp hồ sơ mà chúng ta không được nhận hồ sơ, và chúng ta cũng không biết cách nào để mà chúng ta có thể làm được cái sổ đỏ đó. Vậy thì hôm nay nhân tiện cái video này mình sẽ chia sẻ và có 5 cái lưu ý mà bà con chúng ta cần phải chú ý để mà chúng ta có thể tiến hành mà làm được cái cuốn sổ đỏ nhà mình. Cái đầu tiên đó là cái hồ sơ mà chúng ta cần chuẩn bị, nó là cái gì? Chắc chắn là chúng ta phải có những thông tin về cá nhân, giấy tờ tùy thân giống như là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, hay là các văn bản, các giấy tờ bàn giao đất, cho thuê đất, hay thậm chí là biên bản vi phạm hành chính liên quan đến đất đai. Và có một cái chi tiết mà chắc chắn bất kỳ một người dân nào chúng ta, nếu như chúng ta sử dụng đất ổn định lâu dài nhé, thì chúng ta sẽ có cái này, đó là cái biên lai đóng thuế nông nghiệp hàng năm. Là hầu như bất kỳ một người dân nào chúng ta sử dụng đất đai ổn định lâu dài mà trước ngày 1/7/2014 thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái tờ giấy này, chắc chắn là chúng ta phải có cái biên lai này, và chắc chắn chúng ta cũng phải đã từng phải đóng cái thuế nông nghiệp này, đó là trường hợp là đất nông nghiệp. Còn chưa kể mà đất có thổ cư thì chắc chắn là chúng ta phải đóng cái thuế đất ở, nó còn cao hơn như thế nữa. Và chúng ta phải có cái sự xác nhận của ủy ban nhân cấp xã phường nơi mà thửa đất chúng ta tọa lạc, thì chúng ta mới đủ hồ sơ để mà chúng ta đi tiến hành, đi nộp hồ sơ mà làm được cái cuốn sổ đỏ lần đầu. Và có một số nơi, có một số địa phương, ví dụ như là vùng kinh tế khó khăn hay đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa hay vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hay là các gia đình chính sách, gia đình thương binh, hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay là hộ nghèo, thì khi đó chúng ta đi làm cái cuốn sổ đỏ, chúng ta sẽ được miễn giảm, có thể là 50%, có thể là 25%, có thể là 75%, hoặc là có thể là 100%. Ngoài ra chúng ta còn được cấp cái đất ở đây có thể là 400 m² thổ cư, hoặc 200 hoặc 250, tùy theo quy định của mỗi tỉnh thành, của mỗi địa phương mà cái diện tích nó lại thay đổi khác nhau. Và cái thứ hai đó là cái nơi mà chúng ta nộp hồ sơ. Thường thì mỗi khi bà con chúng ta mà đi tiến hành đi làm cái cuốn sổ đỏ, chúng ta hay liên hệ với địa chính xác phường, nhưng địa chính xác phường thì lại không phải là cái đơn vị trực tiếp mà ký tên đóng dấu, đơn vị trực tiếp mà chúng ta có thể tiến hành làm được cái cuốn sổ đỏ đó, mà chúng ta phải mang lên bộ phận một cửa ở trên huyện ấy, hay là văn phòng đăng ký đất đai hay phòng tài nguyên môi trường ấy, để người ta cái tiến hành hướng dẫn cho chúng ta và các bước tiến hành để làm hồ sơ như thế nào. Bởi vì nếu như chúng ta liên hệ với địa chính xác phường thì bắt buộc hồ sơ người ta cũng phải chuyển lên trên này, nên thay vì điều đó chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận mở cửa, và trên đó khi chúng ta nộp hồ sơ thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái biên lai, chúng ta có cái phiếu hẹn, và cái biên lai phiếu hẹn nó có ghi rõ thông tin là hồ sơ người ta nhận của chúng ta cái gì, đó là copy, là photo hay là hồ sơ gốc. Thì khi mà không may ấy, hồ sơ chúng ta bị thất lạc thì các cơ quan chức năng và cái bộ phận một cửa đó ở trên huyện ấy, thì người ta sẽ có trách nhiệm, người ta xử lý và người ta tìm lại cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta nộp ở chỗ khác hay chúng ta nhờ người quen mà chúng ta mất hồ sơ thì chúng ta cũng không biết cách nào để mà chúng ta có thể bổ sung được những loại hồ sơ gốc này. Và cái lưu ý thứ ba đó là ai, cơ quan nào sẽ xử lý và sẽ ký tên đóng dấu trên cái cuốn sổ đỏ. Trước đây thì khi mà cấp cái cuốn sổ đỏ cho người dân, người ta thường là ở trên sở, có nghĩa là trên tỉnh người ta sẽ cấp,
Nhưng kể từ năm 20 cuối năm 2023 trở đi, và đâu đó tháng 10 năm 2023 trở đi, thì cái cơ quan mà cái nơi mà cấp cái cuốn sổ đỏ cho người dân đó là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Như vậy thì cái chỗ đó là cái bộ phận văn phòng đăng ký đất đai, là giám đốc văn phòng đăng ký đất đai, người ta sẽ là người trực tiếp chỉ đạo và ký tên trên cái cuốn sổ đỏ đó cho người dân. Nên bà con chúng ta biết ở cái chỗ nào, cơ quan nào và người nào sẽ là những người mà trực tiếp xử lý cái hồ sơ chúng ta, thì chúng ta liên hệ cái bộ phận đó thì cái hồ sơ chúng ta sẽ được xử lý nhanh hơn, thay vì chúng ta đi đường vòng và thay vì chúng ta vẫn làm những cách ngày xưa đến nay như làm. Đó chính là cái lý do mà tại sao cái sổ đỏ của chúng ta làm mãi mà không xong, hay thậm chí là người ta cứ hẹn lên hẹn xuống rồi cứ về đi khi nào có thông báo, hay là khi nào làm rồi khi nào này kia rồi chúng ta mới làm được. Nhưng bây giờ mọi thứ và một số quy định, một số chính sách, một số cách làm đã thay đổi, nên bà con chúng ta cần phải biết để chúng ta có thể tiến hành để làm được cái cuốn sổ đỏ cho nhà mình. Và cái thứ tư đó là các chi phí, thuế phí mà bà con chúng ta cần phải đóng. Ví dụ như khi chúng ta nộp hồ sơ thì chắc chắn cái bộ phận một cửa, hay là văn phòng đăng ký đất đai, hay là tài nguyên môi trường, hay là địa chính xã phường, người ta sẽ xuống tiến hành đo đạc hồ sơ, rồi sau đó người ta sẽ làm bản vẽ, bản đồ, số tờ, số thửa, xem lại diện tích, rồi như thẩm định lại hồ sơ đó, cũng như thẩm định lại đất và thẩm định một số giấy tờ nữa, thì từ đó thì người ta mới tiến hành. Như vậy là các chi phí, các thuế phí là chúng ta phải đóng. Tuy nhiên các chi phí thuế phí này nó sẽ không nhiều nếu như trong trường hợp mà cái địa phương đó, cái khu vực đó người ta làm đồng loạt. Còn nó trong trường hợp mà bạn làm một mình thì chắc chắn cái chi phí nó sẽ nhiều hơn và cái thời gian nó có thể nó cũng lâu hơn. Tuy nhiên để mà chúng ta có thể tiến hành mà chúng ta làm được thì thường thì từ nay trở đi các tỉnh thành, các địa phương người ta sẽ tiến hành là cấp sổ đỏ cho người dân đối với những người sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Đây là một trong những dấu hiệu mà bà con chúng ta cần chú ý. Và nếu như mà chúng ta chưa đến thời điểm mà địa phương chúng ta mới tạm ngưng, tạm nhận hồ sơ và chưa được xử lý, chưa được giải quyết đó, thì bà con chúng ta nên chú ý đó là đất đai chúng ta. Chúng ta phải cắm ranh, cắm mốc, xây tường rào bảo vệ để giữ ranh, giữ mốc của chúng ta, để tránh cái tình trạng khi mà các cơ quan chức năng đến tiến hành làm hồ sơ để đo đạc thì lúc đó lại xảy ra tranh chấp với hàng xóm. Mà khi tranh chấp thì cái hồ sơ nó sẽ bị bỏ ra và không biết đến khi nào thì chúng ta mới xử lý được. Bởi vì khi nào mà xử lý xong tranh chấp cơ thì chúng ta mới xử lý được. Nhưng mà xử lý xong tranh chấp thì thời điểm đó cái hồ sơ ở khu vực đó người ta đã xử lý xong, thì khi đó chúng ta phải đi làm một mình. Thì ngoài cái câu chuyện là chi phí, thuế phí và thời gian ra, còn những thủ tục khác nữa thì chúng ta sẽ mất thời gian nhiều hơn. Và cái thứ năm mà chúng ta cần phải chú ý đó chính là cái thời điểm mà chúng ta nộp hồ sơ, thời điểm mà chúng ta làm sổ đỏ. Đấy là cái việc cực kỳ quan trọng. Nếu như những người nào mà người ta đã tiến hành, người ta nộp hồ sơ hay đăng ký trước đây 6 tháng hay 1 năm, giống như một số video mình hay chia sẻ trên kênh này, anh chị em có thể vào kênh, anh chị em thấy có những video mình đã ra cái đây 6 tháng hay 1 năm rồi. Đó là những cái thời điểm tốt nhất để chúng ta đi đăng ký, chúng ta làm. Bởi vì cái thời điểm đó ít người đi làm và chưa mấy ai làm, thì chúng ta đăng ký thì các cơ quan chức năng thì người ta mới có khả năng xử lý cho chúng ta được. Còn bây giờ người người, nhà nhà, cả xóm, cả làng, cả tổng, cả tỉnh đi làm, thì bạn nghĩ đi, cái số lượng cán bộ, cái số lượng người ta làm cũng có bấy nhiêu thôi, nhưng mà hồ sơ nó gấp 100, 1000 lần thì làm sao mà người ta có thể xử lý được. Nên cái câu chuyện là gì? Cái thời điểm mà chúng ta đi nộp hồ sơ, cái thời điểm mà chúng ta đi làm cái cuốn sổ đỏ hay liên quan đến pháp lý đất đai thì đặc biệt quan trọng hơn bao giờ hết. Và bây giờ là chúng ta thấy cái câu chuyện là gì? Mặc dù cái luật đất đai áp dụng nhưng mà cái bảng giá đất ấy, thì lại chưa được áp dụng, mà theo tinh thần chung cả nước sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thì khi đó cái giá cả, cái chi phí, cái thuế phí và những cái tiền mà chúng ta phải đóng trong thời gian tới nó cũng sẽ nhiều hơn. Nên đó cũng chính là cái lý do nếu như ngay tại thời điểm này, cái địa phương, cái đơn vị, cái cơ quan, cái nơi bạn làm mà người ta vẫn nhận hồ sơ, người ta tạo điều kiện cho người dân, thì chúng ta nên tiến hành làm ngay, làm gấp thời điểm này đi. Bởi vì sau năm 2026, mà chỉ cần sau ngày 1 tháng 1 năm 2026 thôi, thì những chi phí, thuế phí mà chúng ta phải đóng nó sẽ cao hơn rất nhiều lần. Giống như thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó cao gấp 37 lần, nó cao gấp 50 lần. Hay là có những người dân ở Hóc Môn, người ta đi muốn đi làm một cuốn sổ đỏ, người ta phải trả 17 tỷ đồng để làm được một cái cuốn sổ đỏ. Nên cái thời điểm này nếu như chúng ta biết cách làm, chúng ta biết cách đi, chúng ta biết nơi làm hay là địa phương còn tiếp nhận hồ sơ, chúng ta tiến hành làm ngay, làm gấp, làm liền thời điểm này đi. Chúng ta không cần làm ngay, làm gấp liền đâu, mà chúng ta chỉ cần nộp hồ sơ thôi. Thì khi mà cái hồ sơ, cái sổ đỏ chúng ta xong thì cái chi phí, cái thuế phí, cái số tiền là tính ngay tại cái thời điểm
mà chúng ta nộp hồ sơ, chứ không phải là cái thời điểm mà chúng ta làm xong. Bởi vì bây giờ người ta nhận hồ sơ, người ta xử lý hồ sơ, người ta đo đạc thì đâu đó nó cũng phải là 6 tháng, 1 năm hay thậm chí là lâu hơn, chứ không phải là nhận xong người ta làm được giống như là làm ổ bánh mì. Nên đó cũng chính là lý do mà tại sao có nhiều người người ta đăng ký người ta làm trước rồi. Tất nhiên là làm chưa xong đâu, chưa được đâu, nhưng cái thời điểm người ta đăng ký đó là chính là cái thời điểm mà cái chi phí, cái thuế phí tính ngay tại thời điểm đó. Giống như cái thời điểm này chúng ta đăng ký chắc chắn cái số tiền, cái chi phí, cái thuế phí chúng ta sẽ ít hơn rất nhiều lần so với những người mà sau năm 2026 mới đi đăng ký, thì kiểu gì cái số tiền người ta phải trả nó cũng nhiều hơn. Cũng như là cái câu chuyện mà không may cái sổ đỏ mà chúng ta bị mất, bị thất lạc, hay là chúng ta đi công chứng mua bán, có rất nhiều địa phương trên cả nước bây giờ giống như thành phố Hồ Chí Minh hay là Khánh Hòa hay một số tỉnh thành khác ấy, thì người ta đã tạm ngưng tạm nhận hồ sơ hay là tạm ngưng tính thuế, bởi vì đang chờ chỉ đạo của cấp trên xem là tính thuế theo bảng giá nào, hay là nếu như không giao đất thì hệ số K nó là bao nhiêu, nó là 1 chấm hay nó là 1.9 hay nó là bao nhiêu. Nên cái câu chuyện là chúng ta làm cái cuốn sổ đỏ công chứng mua bán hay là cấp sổ đỏ lần đầu, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến các thông tin của các cơ quan chức năng. Nên người dân mà chúng ta muốn tiến hành làm dễ dàng nhất thì chúng ta phải cập nhật các thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt nhất là chúng ta ở khu vực đó, bất kỳ một địa phương, một tỉnh thành nào, một huyện, một quận nào, một thành phố nào, để có những trang web, để có những nơi mà chúng ta có thể kiểm tra thông tin hồ sơ mà chúng ta không cần đến cơ quan chức năng, địa chính xã phường, phòng tài nguyên môi trường, bộ phận một cửa, hay là văn phòng đăng ký đất đai, hay là quy hoạch đô thị, thì chúng ta vẫn biết được những thông tin này ở trên mạng. Thì từ đó chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Còn cái câu chuyện mà chúng ta làm khi nào, làm được không, miễn phí, mất nhiều tiền hay ít tiền, đó là tùy theo thời điểm, tùy theo khu vực, tùy theo cách chúng ta làm, và chúng ta đi làm và chúng ta biết làm hay không thì chúng ta mới làm được. Đây là cái quan điểm của mình. Ngoài ra, theo quan điểm của bạn thì còn có những cách nào nữa hay những lưu ý nào mà ngay tại thời điểm này khi bà con chúng ta đi làm cuốn sổ đỏ chúng ta phải đặc biệt quan tâm, đặc biệt chú ý để đảm bảo rằng cái thời gian tới chúng ta đi làm cái số tiền chúng ta là ít nhất mà chúng ta lại xử lý được công việc của mình mà không bị lừa đảo, không bị mất tiền, không bị mất hồ sơ, hay chúng ta gặp những cái điều mà chúng ta không mong muốn, thì bà con có thể là comment xuống cái video này để chúng ta cùng thảo luận, biết đâu chia sẻ cho một số người ở ngoài kia, người ta biết được để người ta làm, mà người ta có được cuốn sổ đỏ, người ta có thể được nhiều quyền lợi và nhiều chế độ chính sách ưu tiên hơn nữa. Còn nếu như đất đai chúng ta mà không có cuốn sổ đỏ thì chúng ta cũng không có thể nói được gì. Ví dụ không may bị những kế hoạch đi thì chúng ta đền bù, nhưng mà giá cả chắc chắn sẽ không bằng đối với cái nhà mà đã có cuốn sổ đỏ, mà cuốn sổ đỏ đó lại có thổ cư, thì cái số tiền đền bù theo giá cả thị trường và người ta có xuất tái định cư, cái số tiền người ta đã nhận được hơn. Nên cái quan trọng là vấn đề là gì, cái người mà người ta biết làm thì chắc chắn cái quyền lợi của người ta nó luôn luôn nhiều hơn đối với cái người mà chúng ta không có cái cuốn sổ đỏ.